Đấy lùng hộ nhấc mấy bao gạo này ra, gạo trong này này. À, gãy xương nét nét. Đấy. Ừ. Giờ mình mới hiểu. Chỗ khu ca diệt trừ run như thế nào. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại channel của Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì cháu Linh đang có mặt ở xã Khâu Vai cùng với cả đoàn, đặc biệt là hôm nay cũng có cả anh Lùng. Anh Lùng chào tất cả các cô bác đi. Lùng đang ngại đây. Hôm nay là cũng lần đầu tiên cho anh Lùng chuyến đi thiện nguyện đầu tiên cùng với cả Mỹ Linh. Đây, gạo đây thì sẽ phát là 24 bao gạo. Còn đâu là những thùng thuốc. Đây hôm nay cũng có cả anh Nghĩa đây. Cũng bác sĩ đi hỗ trợ để tuyên truyền cho bà con luôn. Đấy các bác thì cũng thấy Mỹ Linh làm thiện nguyện ấy, thì Mỹ Linh cũng không phải là làm vì một ai đó. Nói chung là làm thiện nguyện thì nó phải vì cộng đồng cơ, thì nó mới tốt được các bác. Giúp là phải giúp hết. Đấy, gạo thì mua được 24 bao ấy. Cũng để đây ông tí phát cho các bà con ở các thôn, đặc biệt là các bí thôn, y tế thôn, thì người ta về người ta tuyên truyền ấy. Để thuốc. Thực sự là hôm nay rất là vui. Đây là cái để à? Đây là cái để á chú? Cái để to nhỉ các bác. Siêu khủng thổ. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt ở trụ sở xã Khâu Vai. Đấy. Hôm nay thì cũng có cả anh Lùng. Thì hôm nay là cái trong cái chương trình của cháu Linh thì cũng muốn cho anh Lùng đi ra ngoài để anh Lùng biết nhiều cái hơn, không ở nhà là cứ núp trong một cái thôn bản thì cũng không thể phát triển được. Đấy, cho anh Lùng đi ra ngoài thì anh Lùng nhìn thấy mọi người được ngồi ô tô này, đấy, nhìn nó sẽ biết hơn, chứ cứ ở nhà thì chả thông minh lên được. Đấy. Về đây, về đây. Mệt không? Hả? Hả? Mệt á, nói to lên ngại đấy. Mệt đấy. Mệt à? Anh sửa lại tóc, tóc nhìn nó màu gà hết. Cái mưa tóc này mưa rồi. À. Là không có áo mưa ấy, là đi mưa. Không có áo mưa. Sáng nay thì là Mỹ Linh cũng vào đón anh Lùng luôn. Thì anh Lùng ra là dính một ít mưa các bác. Đấy, tại vì cái ô tô cũng không thể vào sâu trong chỗ nhà của anh Lùng được. Hôm nay lần đầu tiên là anh Lùng được đi thiện nguyện đấy nhở? Đấy, Mỹ Linh thì thay mặt các bác là đến thiện nguyện anh Lùng, bây giờ là anh Lùng lại đi giúp đỡ bà con ở thôn khác, ở xã khác. Hôm nay là mình đi phát thuốc, có cả bác sĩ ở dưới Hà Nội ấy, người ta lên người ta phát những cái thuốc gọi là dùng hàng ngày nhỉ, đau đầu, đau bụng đấy, người ta tuyên truyền luôn. Đấy, như nhà anh Lùng là tí xem bảo bác sĩ cho thêm một ít thuốc sốt cho mang về cho con uống. Để. Nhá. Để. Sáng nay ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi cái gì? Để. À. Rồi. Lúc giờ thì cứ dậy lấc cơ này ăn. Thế hôm nay nấu cơm cho vợ ăn chưa? À, xong rồi. Ăn xong rồi. Chỗ xá Khâu Vai này anh Lùng là đến đây chưa? Sáng này anh đến đây chưa? Có chứ. Có à? Để. Biết chợ tình Khâu Vai không? Có chứ. Thế ngày để. Bây giờ có người yêu cũ không? Có là một năm là đi một lần. Năm nào là anh Lùng cũng đi gặp người yêu cũ à? Ừ. Thật à? Thật. Rồi.
cộng. Đi xe văn nghệ một lần, một năm là thì cứ một lần xe văn nghệ thôi. Anh có Lùng không có thời gian thế, không có tiền là thì không. Đấy thì các bác cũng biết về cái câu chuyện của chợ Tình Khâu Vai. Hiện tại Mỹ Linh với cả anh Lùng đang đứng đặt chân ở chỗ chợ Tình Khâu Vai luôn. Một năm có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Đấy. Thôi ở đây đợi tí cho đi phát thuốc nhé. Đấy các bác, ở trong cái lúc Mỹ Linh với cả anh Lùng đang chờ đợi anh Nghĩa kia, mọi người đang bố trí chỗ ngồi cho bà con, đang phân bổ thuốc, thì là Mỹ Linh với cả anh Lùng đi xuống chỗ chợ Tình Khâu Vai này đi ngắm một chút nhỉ anh Lùng nhỉ? Vâng. Có vui không? Vui chứ. Vui à? Đấy, hôm nay là cũng được dẫn anh Lùng đi chơi luôn các bác. Nói chung là cho anh Lùng đi trải nghiệm. Đấy. Đấy, anh thấy bọn em công tác đi thiện nguyện này có vất vả không? Có chứ. À, đấy. Đấy, phải cho đi mới biết là tại sao Mỹ Linh đi vào nhà anh nó vất vả thế nào thì anh mới biết được. Vâng. Chứ anh cứ nghĩ là em sung sướng đến toàn bảo là úi dồi, chắc ông này đi làm thiện nguyện này, ông này giàu á, ông này nhiều tiền lắm. Đây không phải tiền của Mỹ Linh, đây là tiền của các bác hỗ trợ cho anh Lùng đấy. Đấy, anh Lùng phải biết ơn các bác nhiều nhá. Đây đây là chỗ chợ Tình Khâu Vai đấy các bác. Nếu mà các bác vào ngày 27 tháng 3 âm lịch thì các bác đến đây thì rất là đông luôn. Hiện tại thì là hôm nay cũng là ngày chợ nhưng mà hiện tại là vắng khách rồi. Đấy, rất là ít khách. Đặc biệt là các bác mà muốn săn mây ấy, thì đặc biệt là chỗ khu vực Khâu Vai này là biển mây của huyện Mèo Vạc luôn. Đấy, một điểm săn mây rất là lý tưởng, cực đẹp luôn. Sáng nay ăn sáng rồi đúng anh Lùng? Tưởng chưa ăn thì cho đi anh Lùng đi ăn bánh cuốn thử. À, đã ăn rồi. Anh Lùng đã ăn bánh cuốn bao giờ chưa? Bánh cuốn là thì có muốn ăn là thì cứ chặt tại công vay cứ ăn rồi. À, lại dẫn người yêu cũ đi ăn à? Cũng có thời gian đi chợ đấy, cũng có tiền là cũng đi rồi. Còn một năm là gì cứ trả tiền vay. À, hóa ra thế. Đây cũng có hiệu thuốc luôn các bác. Chính để sử dụng cho các cái khu vực mà không có tiếp cận được máy y tế xa xôi thì bọn em sẽ phát ra đủ thuốc và thuốc, kèm theo đó là bọn em sẽ hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu về lẹp gãy xương và các vết thương một phần mềm có. Thứ hai là em sẽ triển khai về hướng dẫn các anh chị là về cái sơ cấp cứu về vết thương mạch máu và sơ cứu về gãy xương. Nếu mà anh có ý kiến tí. Nếu mà thằng con dâu của nhà anh chắc là chưa đi khá ở thời hạn thì chắc là mình cho chính cái này chứ. Con dâu của anh vừa rồi đi khám thì có xin bé. Cái này có liên quan gì cái này đâu? Cái này không liên quan đến cái này. Cái này là tủ thuốc này là cấp cho ấy, không phải là bác sĩ lên tư vấn cho mình. Đúng rồi. Vết thương có chảy máu.
thì khi mà ví dụ mình mà bị ngã hoặc là có vết thương ở đây thì em sẽ những cái sơ đẳng nhất em sẽ giới thiệu cho các anh chị, để phần lớn là sẽ mình sẽ sơ cứu và chuyển đến các cái tuyến của y tế. Thứ nhất, đối với các cái vết thương mà vùng mà dập nát vào vùng cánh tay, nhất là mình lấy gạt thì sẽ cố định vào đây, xong rồi mình băng. Đối với vết thương mà chảy máu, nó cái số lượng máu nhiều ấy, thì cái số lượng băng và gạt sẽ nhiều cho em, sẽ cứ thế này cho em dịch thẳng vào, xong rồi băng cho em. Đây, ví dụ mình có vết thương đây, mình sẽ lấy gạt, mình sẽ băng chặt lại cho em. Băng mình phải băng chặt nha, băng ép xuống để nó chẹt cái mạch máu, nó sẽ không chảy máu nữa. Mình buộc cố định và vận chuyển đến trạm y tế xã hoặc là các cơ sở y tế gần nhất. Đây là cái vết thương của mình, bất kỳ kể cả rồi vùng cẳng chân hoặc là cẳng tay thì mình sẽ sử dụng như thế này. Cái thứ hai là em thấy ở trên này là có một số trường hợp là sử dụng dao những thứ mà bị đâm vào bụng ấy, mà nó có nòi lộ tạng ra ấy. Thì thứ nhất là mình cái sơ cứu sơ đẳng nhất của mình là, thứ nhất là mình lấy cái bát ô tô đấy, xong rồi mình chán người nước nóng, xong mình ụp vào cái phần mà bị lòi ra, xong rồi mình lấy băng, mình băng vào, băng kín vào. Thì thứ nhất là nó sẽ tạo một cái khoang ảo, nó liên kết với bụng tạo một khoang ảo. Thứ hai là nó sẽ tránh được nhiễm khuẩn khi vận chuyển bệnh nhân ra ngoài. Tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật mà sử dụng băng, ví dụ gáy phần cánh tay. Thứ nhất mình sẽ sử dụng hai lẹp. Đây là cái bộ lẹp của bọn em là sử dụng là sơ cấp cứu gáy cánh cẳng tay, gáy xương đùi và gáy xương cẳng chân. Nhất thì ví dụ đối với xương cánh tay thì mình sử dụng hai lẹp. Nhất mình sẽ sử dụng lẹp đây và lẹp đây. Đó, mình sẽ cố định lại. Sau đây em sẽ thực hiện cái phương pháp. Đối với em lưu ý đối với cả gáy xương, thì thứ nhất nó gáy xương thì nó có hai cái tác động gáy xương, là có thể là gáy xương hở và gáy xương không hở, gáy xương kín. Thì thứ nhất gáy xương kín hoặc gáy xương hở thì nó sẽ quặn cánh tay hoặc là như thế nào để tránh tổn thương, thì mình ví dụ cái xương của cái lòng bàn tay nó sẽ hơi ngửa ra ngoài hoặc hơi ngửa vào trong, thì mình sẽ đưa cái xương về cái tư thế giải phẫu gần nhất mà bệnh nhân có thể chịu đựng được khi mình đưa cái xương về thẳng như thế này. Xong rồi mình băng bó vết thương, xong mình sẽ sơ cấp cứu về lẹp. Đấy, anh Lùng xem xong là phòng khỏi nhá. Ông về xong là khả năng là anh Lùng lại là y tế thôn. Đấy, về ông giúp bà con. Chẳng may gặp cái trường hợp đấy thì anh Lùng có thể học tập luôn. Nhà anh Lùng nhỉ? Đấy, chăm chú mà xem nhá. Về giả dụ gia đình mình bị làm sao thì mình còn biết làm. Đúng không? Đấy, anh Lùng đang rất là chăm chú xem bác sĩ dạy bà con đây các bác. Cái này đang dạy cách nẹp chân bị gãy nha các bác. Ví dụ mình đây là những kiến thức rất là
phổ biến cho mọi người, đặc biệt là nếu mà cô bác nào chưa biết thì các bác có thể xem qua thức phim này thì các bác sẽ hiểu. Hướng dẫn là mình sẽ sơ cứu một mình cán bộ y tế. Các bí thư hoặc y tế thôn thì người ta cũng ở đây đang này học hỏi kinh nghiệm. Xong rồi mình sẽ luồn dây qua này. Đó, mình buộc cá trước. Đây là các điểm buộc gá. Đứng đấy, giả dụ như hôm nọ con anh ốm ấy thì có thuốc hạ sốt luôn, đỡ phải ra huyện mua xa. Các bác xem tủ thuốc y tế công cộng này rất đẹp, phát cho mỗi thôn một điểm một bộ như này và có cả thuốc nữa. Thì lúc đấy thì bác sĩ Nghĩa thì cũng hướng dẫn bà con sử dụng rồi đấy, thì cũng có cả y tế xã người ta cũng sẽ hướng dẫn nữa. Thì bây giờ thì sau đây thì sẽ đi xuống dưới kia để phát gạo cho bà con. Nói chung là phải hỗ trợ mọi người một tí. Thế còn thừa đây thì sẽ để lại cho xã luôn. Anh Lùng đâu nhỉ? Cầm. Ông anh Lùng hình như đang đi vệ sinh rồi. Đấy, đi ra chỗ xe này. Hôm nay thì cũng có cả em Thành đẹp trai đi đồng hành luôn các bác. Đấy, sau khi thì hướng dẫn bà con dùng tủ thuốc y tế công cộng thì cũng đã xong rồi. Sau đó thì cũng phát gạo cho bà con đây. Đấy, còn hiện tại bà con đi về. Đấy Thành ơi.
Đây lấy cái bao này cho anh Lùng luôn, để tí anh Lùng lấy về cho vợ con ăn. Nhà anh Lùng cũng hết gạo rồi. Đấy. Thì chào luôn nhá. Đấy, thì mang lên cất cái xe đi, xong thằng nào tí về đến kia thì cũng lấy ra. Thành mở cửa cho anh Lùng. Anh Lùng cất bao gạo đấy. Đấy. Xong tí cho anh Lùng một hộp vitamin C nữa, xong là một hộp thuốc hạ sốt nữa đúng không? Về cho các con uống. Xong tí anh Nghĩa kia thì hướng dẫn luôn. Hôm nay đi trải nghiệm có vui không? Vui chứ. Vui lắm à. Đấy thì hôm nay ông cho anh Lùng đi để anh Lùng hướng dẫn, anh Lùng mở mang tầm mắt hơn, nhìn thấy bác sĩ người ta hướng dẫn đấy. Khi nào mà con mình ốm hay là bị gãy xương ấy thì anh Lùng biết. Thế hôm nay là nhìn thấy băng bó bị gãy xương kia là mình đã biết chưa? Biết rồi đúng không? Đấy. Thì thuốc thì tí nữa thì cái kia thì anh Nghĩa sẽ phát cho nhá. Chụp anh cái nào? Đấy, chụp cho anh Nghĩa một bức. Đấy thì sau khi xong nhiệm vụ rồi thì bây giờ Mỹ Linh cùng với cả mọi người đây đi bắt đầu đi xuống xem cái điểm trường. Đấy thì anh Lùng cùng đồng hành cùng với cả Mỹ Linh nhá, đi xuống xem cái điểm trường thế này để xem là mấy nữa là hỗ trợ cái điểm trường. Đấy thì các bác cũng biết là Mỹ Linh thì cũng cầu nối được rất là nhiều mạnh thường quân. Thì hiện tại thì Mỹ Linh đã cầu nối được xây một ngôi trường cho bà con ở thôn các em nhỏ ở thôn Giàng Chu Phìn rồi. Hiện tại thì Mỹ Linh đang cầu nối mấy điểm trường nữa. Khả năng là trong năm nay sẽ cố gắng là cầu nối được 3 đến 4 cái điểm trường nữa để xây lại hay là sửa lại cho các em nhỏ trên vùng cao có một cái ngôi trường học hành nó sạch sẽ hơn, khang trang hơn. Tại vì các em là những mầm non tương lai của đất nước, thế nên là cũng phải cố gắng để giúp đỡ cho các em. Còn những cái hộ gia đình như đặc biệt là chỗ nhà anh Lùng hay là những cái hộ gia đình khác thì cháu Linh sẽ thay mặt các cô bác mạnh thường quân hỗ trợ. Đấy, còn trên kênh của Thảo Mỹ Linh thì đặc biệt là quan tâm nhiều hơn cho đến cộng đồng hơn để giúp đỡ được càng nhiều càng tốt. Mỹ Linh không quan tâm là có cần nhiều view hay là cần nhiều tiền không. Đấy, chỉ mong là giúp được càng nhiều càng tốt thôi các bác. Mong các bác hiểu. Không, các bác cứ bảo là tại sao Mỹ Linh lúc nào cũng chỉ đi quay này quay này. Thực chất thì Mỹ Linh phải đi quay như thế này thì nó sẽ có cái lượt tương tác hơn. Thì lúc đó thì cháu Linh đi quay cộng đồng thì các bác sẽ được xem nhiều hơn. Đấy thì anh Lùng ơi, chào và tạm biệt các bác đi. Sau đó thì mình sẽ đi xem khảo sát cái điểm trường ấy. Nói to lên, chào tạm biệt các bác. Hôm nay đi có vui không? Vui. Phải vui nhá, không vui là em Linh không biết kiểu gì đâu ấy nhá. Đấy. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác thấy cái chương trình của cháu Linh quay lên hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của cháu Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Đấy, vâng. Sang ở sân ví luôn. Đấy, các bác ạ, sau khi là cũng là anh Nghĩa thì cũng hướng dẫn cho bà con ở thôn đây cái tủ thuốc y tế lưu động cho các thôn ở xã Khâu Vai. Thì sau khi xong thì bây giờ mấy anh em là lại lên đường đi xuống thôn Há Dế để khảo sát cái điểm trường xây cho các em nhỏ vùng cao, một ngôi trường thực sự là ý nghĩa. Thì các bác cũng, Mỹ Linh cũng thường nói với các bác rằng là trẻ em vùng cao là mầm non tương lai của đất nước, nên là những cái đấy cần phải chú trọng nhiều hơn. Đây, dễ trái chú ạ. Đấy thì cũng mong là các bác xem được những thước phim thì các bác hãy đồng hành và ủng hộ cho kênh của cháu Linh. Tuy là những thước phim cháu Linh quay nó chưa thực sự là hay, nhưng mà nó là thiết thực và đúng với cái thước phim mà cháu Linh trải nghiệm, gọi là đi quay cho các bác xem và giúp đỡ bà con, nó đúng, nó không có diễn giải gì hay là trình diễn gì cả. Thì bây giờ cháu Linh đang đi xuống đây rồi. Đấy, hôm nay thì cũng chợ phiên. Úi dồi ôi, đang chợ phiên đúng không chợ phiên. Ôi dồi ôi, xe khánh đây không lọt đâu. Mình ôi, tạm biệt các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.